Xin chào tất cả các bác. Ở video này sẽ gửi đến các bác một số đôi loa rất hay và đặc biệt, có những đôi loa Diatone đẹp và rất là rẻ các bác nhé. Thì đầu tiên em xin cảm ơn tất cả các bác trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho kênh của em rất nhiều. Và đặc biệt, các bác lần đầu tiên xem được những video của em thì nhớ nhấn nút đăng ký ở góc màn hình. Và đừng quên sau mỗi video nhấn cho em giúp em một nút like, như vậy thì có rất nhiều người biết đến để cho kênh của em được đẩy lên. Và bây giờ em xin đi vào vấn đề luôn các bác. Em sẽ báo giá cho các bác 4-5 đôi loa rất gấu các bác nhé. Sẽ có một đôi loa gấu và mấy đôi loa nhỏ nhưng mà thùng đẹp. Và đặc biệt rất là rẻ, chất âm lại hay. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác luôn một đôi loa Diatone 35B MK25 mã. Rất nhiều bác hỏi thì các bác tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bác. Từ dây căng cho đến loa các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Đó. Cái loa chung này hơi rúng một chút, em sẽ lôi ra các bác nhá. Nói chung là tình trạng như vậy là đẹp, không thể đẹp hơn được các bác. Các bác nhìn thùng của nó đấy ạ. Từ góc cạnh các bác nhá, sẽ không thấy một điểm xấu nào ở thùng các bác. Rất là đẹp. Và những đôi loa này thùng gỗ rất là nặng, nặng đến 20 mấy cân một thùng các bác. 25, 26 cân một thùng thì các bác, rất là nặng các bác nhá. Bát 32 hay 30 gì đó. Em nhớ không nhầm là bát 32 theo nhà sản xuất các bác. Bát 32 các bác nhá. Đôi loa này gân vải tẩm dầu nó vẫn còn nguyên luôn, rất là mềm. Rất là mới. Đôi Diatone 32B MK25 mã, hai vi tinh chỉnh. Đôi này các bác vừa nghe vừa hát rất hay. Cái căng nó có cái Ê căng nó đây các bác, nó có kiểu như này đây. Rất là đẹp các bác nhá. Ê căng rất ít đôi còn đẹp như này. Và đôi loa này xin để các bác giá 5 triệu 500 nghìn đồng. Một đôi duy nhất thôi các bác. Cực kỳ đẹp. Ở bên cạnh em có một đôi 36B báo giá rồi, 6 triệu 2. Cực kỳ đẹp, cũng đẹp xuất sắc luôn. Đẹp không có vết luôn, từ ê căng. Đẹp như mới các bác. Đó, 5 triệu 500 nghìn đồng đôi Diatone 35B MK25 mã các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Khó có đôi đẹp hơn các bác. Và tiếp theo một đôi đền ông búp xeo, rất nhiều bác đang mong chờ đây. Đền ông SC101 lại về một đôi đẹp cứng tay luôn. Đẹp gọi là không có tì vết đi các bác. Đẹp cứng cựa luôn các bác nhá. Đôi loa này xin để các bác giá là 3 triệu 600 nghìn đồng, nhấn mạnh. Đẹp không tì vết, đẹp như mới. Bình thường nó là 3 triệu 4, nhưng đôi này đẹp như mới các bác. Em nhập về cao hơn 200, em sẽ để các bác giá cao hơn 200 các bác. Lưu ý giúp em. Trùng mã các bác nha. Đó. 3 triệu 6 các bác. Rất rẻ các bác. Những đôi loa đền ông búp xèo hàng hay ăn như vậy. Rất là rẻ các bác. Rất nổi tiếng. 3 triệu 6 đẹp như mới luôn. Đó, một đôi các bác nha. Đền ông SC101. 8 ohm, 80W. Rất dễ đánh các bác nha. Các bác ghép vào những dòng âm đi sức âm tụ thì tiếng khỏi nghĩ luôn. 3 triệu 600 nghìn đồng đôi búp xeo này. Bát 20 các bác nhé. Đó. Và chuyển sang một đôi Diatone rất quen thuộc. 251 MK25 mã. Đôi loa này thì đẹp tuyệt vời luôn. Vân da các bác nhé. Mặt bằng da. Thùng gỗ lạ. Đẹp. Chấm hết luôn các bác. Ê căng ở đây. Không bục, không nhòe. Rất đẹp các bác nhé. Một đôi ê căng. Nguyên bản, đẹp xuất sắc luôn. Và các bác nhìn loa nó đấy, cực kỳ đẹp. Thùng gỗ không một tì vết luôn. Đó. Đôi loa này xin để các bác giá là 3 triệu 400 nghìn đồng. Diatone DS251 MK25 mã, đẹp như mới các bác nhé. 3 triệu 400 nghìn đồng. Cực kỳ đẹp các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Và tiếp theo một đôi loa Diatone 28B cũng có hai vi tinh chỉnh. Xin nhấn mạnh các bác, đôi loa này cũng có vi tinh chỉnh các bác nhé. Đôi loa 251 MK25 mã này cũng có vi tinh chỉnh. Và em sẽ chuyển sang đôi loa 28B. Đó các bác, đối xứng nhau các bác nhé. Đôi loa đối xứng nhau đấy các bác. Các bác nhìn đối xứng chưa? Đó. Đôi loa này cũng đẹp xuất sắc luôn. Thùng vách không một tì vết các bác. Đẹp xuất sắc. Đôi loa giá cỏ cực kỳ đẹp.
Đôi loa này thì để các bác giá chỉ 3 triệu 200 nghìn đồng thôi các bác. Nó lại rẻ hơn đôi 251 28B các bác nhá. To hơn một chút. Chỉ có 3 triệu 200 nghìn đồng thôi. Rất rẻ, không thể rẻ hơn được các bác. Đẹp như mới luôn. Đây các bác. Cái nút này lau là hết, đẹp như mới luôn. Các bạn lưu giúp em. Đẹp không tì vết luôn các bác. Cái căng ở đây cũng đẹp cứng tay luôn. Thì đôi loa này chỉ có 3 triệu 2 thôi các bác nhá. Nghe hay bài đẹp, lại còn rẻ. Các bác có thể ghép được rất nhiều dòng âm ly. Đó. Bát 25, một chung 16 và một tép đôm, một vi tinh chỉnh. Con này cũng bát 25, một chung giấy, một tép thạch anh. Đó, con MK2 là mã này. Và một đôi Yamaha NS451. Đôi loa này thì tiếng rất hay rồi. Hôm trước em đã có một đôi là đôi 225. Thì hôm nay em có một đôi 451. Nói chung là đôi loa này đẹp, xuất sắc luôn các bác. Cái thiết kế của nó rất là đẹp và sang trọng các bác nhé. Đôi loa búp xèo nhỏ này của Yamaha. Cũng là dòng dòng loa này là dòng loa kiểm âm luôn các bác. NS451 các bác. Một vi tinh chỉnh, một lỗ thông hơi các bác, đằng trong đầy bông màu vàng các bác ạ. Đầy bông thủy tinh luôn. Dòng này là dòng loa cao cấp, búp xèo cao cấp của Yamaha các bác nhé. Đi căng đẹp như mới. Toàn những đôi loa cực đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy. 8 ohm, 50W các bác nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đường sau của nó đấy. Đôi loa này xin để các bác giá là 3 triệu 200 nghìn đồng. Nhấn mạnh các bác 3 triệu 200 nghìn đồng thôi. Cực kỳ rẻ các bác nhé. Rẻ không tưởng luôn, 3 triệu 200 nghìn đồng. Cực kỳ rẻ luôn các bác. Và em vẫn còn một đôi loa Yamaha kêu như loa JBL đấy các bác. Đó chính là đôi huyền thoại 225. Hôm trước em đã quay video các bác, bát 25 các bác nhé. Con này thì tiếng nó cực kỳ hay. Để các bác giá 4 triệu. Đôi này em để các bác giá 4 triệu 300 nghìn đồng. Các bác 4 triệu 300 nghìn đồng. Một đôi nữa Yamaha NS225, 4 triệu 300 nghìn đồng. Cũng đẹp xuất sắc luôn. Đôi loa này là Yamaha NS451 bát 20. Một chung giấy, một vi tinh chỉnh. À, một tép giấy, một vi tinh chỉnh, một lỗ thông hơi phía trước. Đôi này giá 3 triệu 2. Giá rẻ giật gân các bác nhé. Đẹp như mới luôn. Đó. Ngoài ra thì em còn một đôi Technic cũng rất đẹp nữa. Technic búp xèo, đôi này có thể nghe và hát được các bác nhá. Technic SB3. Đó. SB3. Một vi tinh chỉnh, bát 20 nhưng các bác có thể hát được trên đôi này các bác nhá. Các bác đánh một âm ly công suất khá lớn một chút thì ghép vang vào hát được đôi này luôn, chịu đòn rất tốt. Đôi này để các bác giá 3 triệu 200 nghìn đồng. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Technic SB3, 3 triệu 200 nghìn đồng, bát 20 bát cạn. Đó. Rất đẹp các bác nhá. Và một đôi Victor FX3. Đôi này là dòng sử dụng chung ceramic và tép ceramic. Ceramic ấy, chép gốm các bác nha. Tính tép khỏi phải nghĩ luôn, khẳng định luôn. Khó đôi loa nào tính tép hay như đôi này. Và các bác có thể đánh những rất nhiều dòng âm ly. Và đặc trị các bác đánh vào 607 các bác nhá. Sansui 607. Những cái dòng Sansui cũng như là Pioneer và những dòng Technic so sắt hay những dòng âm ly Yamaha đánh A6 các bác. Đánh cũng tuyệt vời luôn. Để các bác giá đôi này là bát của nó là bát 28 các bác nhé. Bát 28 gần 30 các bác. Màng carbon các bác. Vân carbon đấy. Sờ vân luôn. Sờ nó sần sần các bác nhé. Nó màng carbon. Carbon chính hiệu luôn. Đó. Đôi loa này xin để các bác giá là 6 triệu 800 nghìn đồng, vẫn giá cũ các bác nha. Zero FX3 đẹp xuất sắc luôn. Loa đẹp xuất sắc các bác. Em chưa lau chùi đâu các bác. Để ngoài này chưa lau chùi. Victor FX3 rất đẹp các bác. Chung gốm, chép gốm, ceramic. Bát 28 các bác. Đánh vừa nghe vừa hát rất gấu luôn. Đôi này giá 6 triệu 8. Đó. Và bác nào có nhu cầu lấy đôi loa nào thì nhắn tin cho em qua số điện thoại là 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Xin kính chào các bác.